một gã đàn ông làm nghề xe ôm lên mạng giả là công an. Một người phụ nữ cả tin phát sinh tình cảm đã đưa cho đối tượng 1 68 tỷ đồng để nhờ tìm mua đất. Nhưng kẻ này đã bỏ trốn. Theo công an, tháng 4 năm 2021, Lập lấy tên giả là Võ Tấn Tài, làm quen với chị Tê, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, để tạo lòng tin, Lập giới thiệu mình đang công tác tại công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh với cấp hàm thượng tá. Khi nói chuyện qua mạng xã hội, Lập đã gửi nhiều hình ảnh mặc trang phục công an, hình ảnh súng, công số 8 cho chị T. Sau một thời gian chị T đã tin và phát sinh tình cảm với Lập, biết chị T có nhiều tiền nên Lập dụ dỗ đưa tiền cho mình để mua đất dùm. Tin tưởng chị T đã đưa cho Lập hơn 1,6 tỷ đồng để Lập mua đất. Sau khi lấy được tiền, Lập đã cắt đứt liên lạc với nạn nhân và bỏ trốn theo công an tỉnh bình dương người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các thủ đoạn phổ biến như giả danh công an giả danh binh sĩ người nước ngoài làm quen sau đó những người giả danh hứa tặng tiền vàng túi sách nhưng thực chất chỉ để lừa nạn nhân chuyển tiền với mục đích nhận các phần quà này nhưng kết quả là quà không thấy đâu mà nạn nhân bị chiếm đoạt tiền